Hello hello, chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bền. Tuần trước mình nhận được rất là nhiều yêu cầu của mọi người về một cái mọi người muốn là mình làm cho mọi người một cái bài tập về đỡ đau mỏi vai gáy và vùng lưng khi mà mọi người làm việc work from home ở nhà quá nhiều và ngồi máy tính còng lưng quá nhiều thì cuối ngày mấy bạn cảm thấy rất là mỏi hoặc là nhức vai. Thì đáp ứng yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ làm một bài tập tập trung vào phần cổ, phần vai, phần gáy, phần lồng ngực phía trên. Và mình thấy cái lý do chủ đạo mà bạn bị đau cái phần này sau một ngày làm việc đó là bạn ngồi lâu quá, bạn ngồi quá nhiều và có thể là bạn ngồi sai tư thế nữa. Mình thấy là một số bạn thì có thể là còng về phía trước, cái lưng cuộn về trước, cái vai cuộn về trước mà bạn ngồi bạn không để ý thì lâu dần bạn sẽ có vấn đề về cái phần cột sống, thoái hóa các đốt sống cổ trên này hoặc là chèn các dây thần kinh ở phần vai, phần ngực phía sau này thì dẫn tới cái tình trạng mà bạn bị đau. Vậy thì cái bài tập hôm nay sẽ tập trung vào phần các động tác giúp bạn mở lại cái lồng ngực, kéo giãn lại các đốt sống, đồng thời tăng cường cái sức mạnh của phần cơ bắp này để giữ cho cột sống của bạn tốt hơn và giữ cho các cơ bắp của bạn mềm ra. Massage cho các cơ bắp được thư giãn hơn thì cuối cái ngày làm việc bạn sẽ đỡ đau hơn, đỡ mỏi hơn nha. Nào mình trải thảm ra bài tập cho phần cổ vai gáy của ngày hôm nay thôi nha. Bạn hãy ngồi lên giữa cái thảm của mình. Mình sẽ hít thở một chút, cố gắng ngồi cách mà để bạn ngồi chắc nhất, cho cái lưng bạn thẳng nhất. Mình sẽ quay về bên này cho mọi người quan sát dễ hơn. Đó là bạn lắc bạn, có thể là kẹp hết cái phần thịt ở bên mông mình ra này, lắc qua lắc lại, kéo bớt ra, trong khi mà bạn tìm được cái vị trí mà cái mông mình cảm giác là ngồi chắc, ngồi vững chãi rồi. Thì thường đối với mấy bạn nữ á, mình hay bị ưỡn cái eo về phía trước á, mình hít cái lỗ rốn vào trong thì mình sẽ cảm giác được là cái đốt xương cùng dưới cùng của mình nó chồng xuống sàn, tức là cái phần trụ, cái phần bay ở dưới mặt sàn của mình nó chạm hết xuống. Bạn sẽ cảm giác là từ phần này trở xuống nó rất là nặng xuống này, nó chìm xuống và nó thẳng xuống hàng. Bước tiếp theo đó là bạn đưa cái lồng ngực bạn mở về sau, giống như là bạn đang dựa cái lưng mình vào tường. Bước thứ ba là bạn căng chỉnh lại cho hai cái vai bạn thẳng hàng. Sau đó bạn lắc cái cổ mình về hai bên. Rồi bạn gióng các đốt sống cổ là một phần của các chuỗi cột sống phía dưới nên bạn gióng các đốt sống cổ của mình thẳng lên. Và bây giờ bạn cảm giác là cái trụ cột sống của bạn kéo từ trên này kéo cho xuống dưới các đốt sống cùng luôn, nó đang nằm thẳng hàng với nhau, đang ở trên một đường thẳng. Rồi bạn thả lỏng cái tay của bạn xuống và bạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng vào cái sự thẳng của lưng mình. Đây là cái vị trí mà lưng bạn ngồi thẳng, bạn có một cái bệ đỡ chắc chắn của phần đùi, phần mông. Hãy hít thở dài, sâu và dài cái hơi thở của mình ra. Hít vào bằng mũi thật sâu, thở ra bằng mũi thật sâu. Bây giờ bạn hãy đem cái ý thức của bạn vào cái chuỗi cột sống của mình. Khi hít vào, bạn bắt đầu gióng từ các đốt sống cuối cùng dưới phần mông, gần như là gần chạm xuống sàn á, kéo lên phần thắt lưng, kéo cái ý thức lên phần lưng trên, lên phần cổ, kéo lên đỉnh đầu. Khi bạn thở ra, bạn thả lỏng cái hơi thở của bạn từ đỉnh đầu, bạn lại di chuyển dọc theo chuỗi cột sống, đi xuống cổ, xuống vai, xuống ngực trên, lưng giữa, lưng dưới, xuống tới phần hông, phần mông của bạn luôn. Mềm phần hông, nặng xuống phần mông và bạn đẩy hết khí ra ngoài. Rồi mình lại lặp lại như vậy nữa. Hít vào, bạn không phải là rướn cái người mình lên mà bạn đưa cái ý thức, cảm giác vào bên trong chuỗi cột sống của mình thôi nha. Hít vào, cảm giác các đốt sống được gióng lên, hơi thở luồn vào từng cột, từng đốt sống, kéo cao lên. Và thở ra từng chút một, chậm rãi để khí đi ra, luôn cái ý thức của mình vào chuỗi cột sống trở lại. Lúc mà bạn đem cái cảm giác của bạn vào hơi thở, vào cột sống thì bạn sẽ thấy là chỗ nào cái lưng của bạn đang thẳng và chỗ nào cái cột sống mình đang được rướn lên.
Hãy hít thở dài và sâu một vài nhịp nữa. Bạn cảm giác vào sự yên tĩnh của hơi thở và của ý thức của mình. Sự yên tĩnh lan ra theo từng hơi thở của bạn. Ý thức của bạn bây giờ chỉ tập trung vào chuỗi cuộc sống và hơi thở của mình thôi. Và mình hít thở một nhịp cuối cùng. Hãy cùng nhau hít vào một hơi thật sâu. Kéo khí của bạn cao lên đỉnh đầu. Rồi từ đỉnh đầu, bạn mềm các đốt sống lưng và thở dài, chậm rãi thở hết ra. Hãy cảm giác là lưng bạn vẫn được dựng thẳng, vai hay vai của bạn vẫn thăng bằng và các đốt sống cổ của bạn vẫn được thẳng. Bạn úp nhẹ hai lòng bàn tay lên đầu gối. Bạn có thể giữ mắt nhắm như vậy. Mình sẽ tập vào phần cổ nên bạn hãy em cảm giác vào cái vùng cổ của mình thôi nha. Hít vào sâu, bạn cảm giác các đốt sống cổ của bạn được rướn lên. Thở ra, bạn nghiêng tai về vai bên phải của mình. Cảm giác cái lườn cổ bên trái của mình đang hơi căng ra. Hít vào, bạn nâng lên vị trí trung tâm. Thở ra, nghiêng nhẹ nhàng về bên trái. Hít vào, bạn nâng nhẹ nhàng lên vị trí trung tâm. Thở ra, nghiêng qua phải, cố gắng chậm rãi hết mức, chậm rãi từ tốn đi theo hơi thở của mình. Hít vào, nâng lên. Thở ra, nghiêng qua bên trái. Một nhịp cuối cùng. Hít vào, nâng lên. Nghiêng đầu qua bên phải của mình. Sau đó nâng lên. Nghiêng đầu về bên trái của mình. Rồi mình nhẹ nhàng quay hẳn về vị trí trung tâm. Vẫn đem cảm giác vào cổ, lần này bạn hay xoay cằm, xoay cái cằm của bạn về vai bên phải. Hít vào. Thở ra, bạn xoay cằm về vị trí trung tâm trở lại. Sau đó hít vào, quay về bên trái. Thở ra, bạn về lại vị trí trung tâm. Một vòng nữa hít vào, xoay cái cằm về vai phải của mình. Thở ra, quay về vị trí giữa. Hít vào, về bên trái. Và thở ra, bạn quay người về giữa luôn. Sau đó bạn nhẹ nhàng mở mắt ra. Nếu bạn cảm thấy cái vai, cái phần cổ phía sau mình mỏi quá, bạn có thể là đưa hai cái tay lại, bạn bóp bóp.
bóp bóp cho phần cổ phía sau của mình nha. Bóp bóp cái vai và cổ phía sau. Rồi sau đó bạn lại đặt tay bạn lên gối trở lại. Và nếu mà bạn mỏi chân thì bạn có thể gác cái chân bên kia lên, hoặc là bạn để ngang hai cái chân về phía trước, không sao hết nha. Rồi bạn đặt hai tay lên gối trở lại, lần này hít vào, bạn vươn cả hai tay lên trời, cảm giác vào cái độ rướn thẳng của cột sống như lúc ban đầu mình đã cảm giác lúc mình tập thiền nha. Hít vào rướn lên, nhưng mà đừng kẹp cổ vào, bạn để lỏng vai, cổ được thư giãn, cánh tay rướn thôi. Thở ra bạn hạ từ từ, hai tay chắp và hạ chậm rãi xuống trước lồng ngực. Sau đó mình lại lặp lại, hít vào, mở ngang tay, vươn hai tay rướn lên, rướn cho các đốt sống của bạn kéo lên. Đừng kẹp cổ nha, rướn tay thôi. Rồi thở ra bạn hạ nhẹ nhàng về trước lồng ngực. Và một nhịp cuối cùng, hít vào, bạn mở ngang hai tay và vươn lên, vươn cánh tay cao rướn lên. Thở ra bạn hạ chậm rãi hai tay về trước lồng ngực của mình, thở dài ra. Sau đó mình dang ngang hai tay ra, thăng bằng nha. Tay phải, tay trái của bạn dang ngang và mở cái bả vai của mình ra. Rồi từ từ bạn nghiêng người về bên trái của mình, chống tay trái chạm xuống, nghiêng từ từ tay phải rướn qua, rướn qua, rướn qua nữa, rướn qua nữa, rướn cho tới lúc bạn có thể chạm được cái quỳ chỏ tay trái của bạn xuống sàn luôn. Sau đó hít vào, vươn lên thăng bằng. Thở ra bạn đổ từ từ về bên phải, đổ qua từ từ, đổ từ từ rướn cái luôn, kéo cánh tay trái ra. Hít lên, thở ra trái, chậm rãi nha, chậm rãi xuống từ từ, xuống từ từ, vươn tay kéo lên từ từ. Hít lên, thở ra phải. Một vòng nữa thôi, hít lên, thở ra trái. Và hít vào bạn nâng lên, thở ra về bên phải của mình. Sau đó hít vào, bạn dang ngang hai tay trở lại. Từ đây, bạn chống từ vị trí mà tay dang ngang, bạn bò các ngón tay để bạn mở cái bả vai ra phía sau và bạn chống các ngón tay của bạn xuống sàn. Cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái độ dài của lưng á, cho nên có một số người thì úp được cái bàn tay, có một số người thì chỉ chống cái ngón tay thôi nha. Nhưng nếu bạn úp được bàn tay thì cũng cố gắng nhón nó lên, ưỡn cái ngực lên và chống ngón tay, thì bạn sẽ cảm giác được lực ở các ngón tay hơn. Bây giờ bạn xoay cái vai mở về phía sau, cảm giác hai cái bả vai của bạn hít vào nhau. Sau đó bạn chống ngón tay, xoay cái ngón tay về phía cuối thảm và nhìn chéo vào một điểm phía trước, cố gắng thẳng lưng lên này, ưỡn ngực thẳng lưng và xít hai cái bả vai của bạn vào nhau. Mình khởi động cho cái tư thế cắm của con đại bàng, giữ ở đây, cổ thẳng, mắt nhìn vào một điểm trước mặt, ngón tay chống xuống sàn. Hít thở dài. Hai bả vai của bạn có xu hướng đi gần vào nhau, kẹp chặt vào nhau. Hít dài. Thở ra, bây giờ mình sẽ vào sâu hơn nữa. Bạn rời tay ra và lồng các ngón tay nắm chặt lại. Bạn đừng mở như vậy ha, cố gắng nắm cho hai bàn tay chặt vào nhau. Sau đó bạn lắp cái bả vai, lắp qua lắp lại và bạn bẩy cái cánh tay bạn về phía sau luôn. Mình sẽ thấy có một số trường hợp là bạn chỉ mở được như vậy thôi. Thì nếu mà bạn cảm thấy gấp lại, gấp cái bàn tay nắm chặt vào nó khó quá thì bạn có thể mở ra cũng được ha, nhưng mà ưỡn cái ngực ra. Còn nếu mà bạn nắm được rồi, hãy nắm chắc lại nè, lắp cái vai, bẩy nó về phía sau. Và lúc này bạn cảm giác vào cái sự ép căng lại của hai cái bả vai của mình. Nhìn về phía trước, cánh tay đánh cao hơn một chút. Bạn sẽ cảm nhận cơ bắp tay và cái cơ bả vai bắt đầu căng lên. Hít dài, thở ra. Đừng chỉ cổ lên trời, cũng đừng cúi xuống, hãy giữ ở vị trí trung tâm. Mình giữ một nhịp nữa thôi nha. Hít sâu vào, rồi mình thở ra, từ từ gỡ hai tay ra
và đặt lên gối của mình, lắc lắc nhẹ cái vai của mình. Mình sẽ vào tư thế cắm của con đại bàng. Lắc lắc cái vai một chút, giữ người bạn thẳng. Bạn dang ngang hai tay ra, sau đó bạn đặt cái tay phải của mình nằm dưới nè, bạn gác cái cùi chỏ tay trái lên, hai cái tay bạn kéo như vậy. Sau đó bạn uốn nè, bạn đưa cái tay trái về bên phải, đưa cái tay phải về bên trái, nắm hai cái tay lại với nhau. Xoay về bên này cho bạn nhìn thấy ha. Đó, một tay dưới tay trên. Lúc này sẽ giúp cho cái cùi chỏ của bạn nó căng, để cái bả vai căng nè. Đồng thời bạn xoắn được cái cổ tay của mình á, nhất là mình ngồi con cầm con chuột nhiều nó đau cái phần cổ tay á, thì mình xoắn lại nè. Nếu mà tốt nhất là bạn chắp được hai cái tay, móc ngón cái vào nhau giữ như vậy. Nếu mà bạn thấy khó quá, bạn có thể là bấu lấy cái ngón cái, nắm lấy cái ngón cái như vậy thôi cũng được nha. Rồi, giữ chặt cái tay ở tư thế cắn con đại bàng. Bắt đầu bạn cảm giác vào hai cái bả vai. Hai cái bả vai là hai cái mà cái động tác vừa rồi mình mới cảm nhận nó nằm phía sau á. Bạn chỉ cái cùi chỏ của bạn về phía trước. Cảm nhận nha, hai cái bả vai bắt đầu đánh cái tay cùi chỏ qua bên phải, đánh cái cùi chỏ qua bên kia. Rồi bạn thấy cái sự di chuyển của cái bắp tay của mình rồi đúng không? Cái bắp phía sau á, qua bên phải, qua trái, qua hai bên, qua từng bên một, qua bên này bên kia, 7 qua một bên, rồi 7 qua bên kia. Tiếp tục lặp lại. Rồi sau khi mà bạn cảm giác cái vai bạn mềm mại rồi, bạn quay nó về giữa. Bắt đầu bạn sẽ chỉ nó lên trời nè, đưa cái cùi chỏ chỉ lên trời, chỉ cao lên, cảm giác đẩy nó xa cái khuôn mặt mình ra. Rồi từ từ hạ về phía trước. Bạn sẽ hạ cho tới lúc mà cái cùi chỏ của bạn chạm xuống sàn thôi nha. Chỉ về phía trước nè, rướn về phía trước, cho tới lúc mình nhìn vào cái cùi chỏ, chạm được cái cùi chỏ, chạm được cái cánh tay xuống dưới sàn. Và mình giữ ở đây. Giữ ở đây. Cái lưng mình sẽ cong lại và rướn về phía sau. Cái cùi chỏ tay sẽ căng lại và rướn về phía trước. Cảm giác được cái lưng trên của bạn đang kéo giãn chưa? Giữ lại. Hít dài. Thở ra dài. Và một nhịp nữa, hít vào. Bạn nâng lên này, bạn dùng cơ bụng bạn lật lên. Lật cái cùi chỏ lên, lần này mình chỉ cao nó lên trời. Rướn lên, rướn lên, rướn cao lên. Rồi từ từ bạn gỡ tay ra, gỡ ra, mở cái bả vai ra. Mỏi ha, mỏi cái phần bả vai này ha. Lắc 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 một chút nè, lắc tay một chút, nhưng đó là cách mà bạn đè vô cái cơ để bạn massage cho cơ á. Lắc lắc ha. Rồi mình sẽ đổi bên. Bạn dang ngang hai tay, lần này mình để cái tay trái nằm dưới, cái tay phải bạn nằm trên. Nếu mà hồi nãy bạn làm bên kia rồi thì bạn đổi bên ngược lại thôi nha. Gác cái cùi chỏ lên, sau đó bắt lấy cái tay này, nắm ở đây, nắm ở ngón tay hoặc là lồng các ngón tay vào nhau. Cái nào bạn cảm thấy thoải mái được thì giữ lại nha. Mình sẽ đánh nó về bên trái, đưa về trước, đánh nó về bên phải, đánh qua đánh lại hai bên một chút và cảm giác mềm mềm cái bả vai phía sau của mình ra. Đặt hết ý thức của bạn vào hai cái bắp vai phía sau. Qua bên này, rồi bạn qua bên kia. Một vòng nữa nha, đánh qua bên trái, rồi đánh qua bên phải của mình. Sau đó quay về giữa nè. Bạn hãy chìa cái cùi chỏ xa cái người mình ra. Ban đầu nó nằm đây nha, mình kéo nó ra nè. Mình đưa nó về phía trước, đó, giữ nó về phía trước, chỉ nó ra. Hai cái bả vai mình căng lên thịt là căng luôn á. Giữ ở đây một chút. Rướn cao, chỉ lên trời, hóp cái bụng mình, rướn cái cánh tay lên. Sau đó mình sẽ trườn về phía trước và nhìn vào cùi chỏ của mình. Đổ nó xuống sàn từ từ, đổ từ từ. Đổ từ từ, ấn cái đùi chắc xuống để người mình không bị đổ nhô về trước nè. Chạm xuống, cùi chỏ chống xuống, tay chống xuống. Rút cái ngực trên về phía sau. Cái lưng bạn được kéo, lưng trên bạn được kéo căng. Giữ ở đây một chút. Hít thở dài. Hít dài. Thở dài ra. Một nhịp nữa, hít dài. Rồi thở ra. Bắt đầu gồng chắc cái đùi, giữ chắc cơ bụng và mình lật người lên nè.
bảy cái tay nâng lên, nâng kiểu cao lên trời luôn nè, rướn lên rướn lên rướn lên, rồi từ từ quay về trung tâm và gỡ ra, hu gỡ hai tay ra, gỡ ra lắc 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 cái tay, lắc 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 cái bả vai của mình. Rồi sau đó mình chống hai tay về phía trước, lùi hai cái đầu gối của mình về phía sau, mình sẽ thư giãn cho bả vai một chút. Bạn đứng vào cái giữa cái thảm của mình á, đứng bằng 4 điểm, hai cái đầu gối mở rộng ra, cái mu bàn chân bạn úp về sau. Bạn giữ cho cái đầu gối và cái hông của mình thẳng hàng, và cái tay với cái cổ tay với cái bả vai mình thẳng hàng nha. Giữ trên 4 điểm chắc. Sau đó mình sẽ tập một vài động tác khép khao là con bò, con mèo cho toàn bộ chuỗi cuộc sống. Hãy tưởng tượng là cái độ uốn, cái đường lượn sóng của cuộc sống sẽ đi theo cái hơi thở của mình, theo từng động tác của mình. Hai tay bám chắc, đầu gối giữ chắc, hít vào. Bạn hạ cái phần eo của bạn xuống, từ từ cong cái phần lưng dưới nha. Tiếp tục bạn mở cái phần lồng ngực phía trên, mở ngực rướn lên, bạn hơi kéo cái vai xuống một chút, vươn cằm lên, và nếu được bạn ngẩng mặt nhìn lên trời luôn. Thở ra bạn uốn từ trên xuống, cằm bạn kéo vào lồng ngực, nâng lồng ngực của bạn lên, hóp bụng vào, nâng cái lỗ rốn lên, úp cái xương cụt của bạn vào, cuộn tròn người hết lại. Thở hết ra, sau đó mình lại lặp lại hít vào. Chậm rãi từng đốt uốn, từng đốt chậm rãi rướn, vươn cằm kéo căng cằm lên luôn. Thở ra từng chút một uốn nhẹ nhàng, vào tư thế con mèo, angry cat, con mèo giận dữ. Lặp lại vài nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở nhẹ nhàng ra. Hai hơi thở, hai nhịp cuối cùng. Hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng. Hít vào. Bạn thở ra. Rồi đưa cái người bạn về vị trí trung tâm. Từ đây bạn đánh nhẹ hông, lắc lắc nhẹ người về hai bên. Giữ nguyên cái đầu gối như vậy nha, giữ nguyên tay trái như vậy. Bạn sẽ chui cái tay phải vào dưới cho tới lúc cái vai và cái khuôn mặt bạn, cái phần bên phải của khuôn mặt bạn chạm xuống sàn này. Bò cái tay phải ra nghiêng từ từ, cảm giác cái lưng mình hơi xoắn. Sau khi mà bạn chạm được cái phần khuôn mặt bên phải của mình dưới sàn, bò cái tay phải ra. Mình cảm giác là cái vai của mình lật lên này, từ từ mở cái vai trái lên, vươn cái tay trái của bạn lên trời, liếc mắt nhìn lên trời luôn. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, bạn hãy chống cái tay trái bạn phía trước khuôn mặt của mình và giữ đây, dùng lực của tay trái đẩy cho cái vai trái mở về phía sau. Bạn cảm nhận được cái vai mình đang mở rồi đúng không? Giữ ở đây. Nếu mà bạn cảm thấy là mình thăng bằng tốt hơn, bạn giữ chắc được thế hơn nữa, thì bạn có thể đưa cái tay trái ra đặt sau lưng của mình luôn nè, bẩy cái vai lên, hít thở dài. Sau đó mũi chân trái của bạn nhón lên, bám ngón chân trái dưới sàn, bạn từ từ đạp thẳng và trượt thẳng cái chân trái của bạn về phía sau. Giữ ở đây, tay phải bám chắc, tay trái giữ sau lưng hoặc là chống về phía trước. Xoay cái khuôn mặt lên trời, đừng úp cái vai ẹo về phía trước, mà cảm giác cái sự mạnh mẽ của bả vai mình mở lên. Hít thở dài. Hít dài. Thở dài ra. Mình giữ ở đây một chút nữa nè. Dồn lực vào cái ngón chân phía sau của mình để mình cảm giác vào sự thăng bằng. Trong trường hợp mà bạn bị ngã ngược về phía sau thì cũng không sao hết nha. Rồi, bạn gỡ cái tay trái ra trước, chống tay trái về bên cạnh khuôn mặt, hạ đầu gối bên trái xuống.
xoay cái khuôn mặt về bên kia và lật người lên, quay về lại vị trí 4 điểm, lắc lư người và lắc lư vai nhẹ nhàng. Và sau đó mình sẽ đổi về hướng bên kia. Từ vị trí người, giữ 4 điểm chắc, bạn chui cái tay trái vào dưới cái nách bên phải, chui và nằm xuống, nằm từ từ, nghiêng từ từ xuống cho tới lúc cái khuôn mặt bạn nghiêng chống xuống trước, cái bả vai trái của bạn bám xuống. Giữ chắc thăng bằng ha. Sau đó bạn đưa cái tay vươn lên trời, cảm giác cái bả vai của bạn mở lên. Hãy chống tay bên cạnh khuôn mặt, lật cái vai lên hoặc là đưa tay về phía sau lưng của mình luôn. Giữ ở đây, bám và mở cái lồng ngực lên. Nếu mà bạn cảm giác được sự thăng bằng của cơ thể mình rồi, nhón mũi chân phải và cảm giác ngón chân cái của bàn chân phải mình chạm dưới sàn, từ từ trượt ra, dồn lực lên đầu gối bên trái, trượt và cả chống cái mũi chân bên phải của bạn về phía sau. Lật vai lên và ngẩng liếc mắt nhìn lên trời. Giữ ở đây, hít thở chậm. Thẳng băng cái chân bên phải phía sau của bạn ra. Mở, mình dùng cái bả vai này, mình lật nó lên. Lật cái vai mình lên, giữ ở đây. Hít dài, thở ra dài. Rồi mình từ từ gỡ cái bàn tay phải chống về gần khuôn mặt trước, hạ cái đầu gối phải phía sau. Sau đó mình lật người lên, nâng lên và chống tay trái xuống sàn. Lắc lắc vai bạn về hai bên, lắc qua lắc lại lọng vai ra. Từ đây mình khép hai cái đầu gối của mình lại. Mình thấy vị trí của hai bàn tay nha. Mình sẽ hạ cái cùi chỏ của mình và thế vào đúng cái vị trí của hai bàn tay của mình. Cùi chỏ hạ chạm vào đúng vị trí hai bàn tay mình đang để nè. Và từ từ mình lùi cái, đẩy cái mông mình ép về phía sau cho tới lúc cái tay bạn có thể chạm được sau cái cổ của bạn luôn nè. Mình giữ đầy trán, mình chạm xuống sàn, đẩy cái người mình về phía sau. Cảm giác được cái độ mở của bả vai của bạn nè, cái lưng bạn rướn về phía sau, giữ ở đây. Nếu bạn cảm thấy tù ở cái phần đầu gối quá, bạn có thể lùi cái đầu gối mình về phía sau một chút nữa, thì cái độ mở của cái bả vai phía trên này nó càng được nhiều hơn. Trán chạm xuống sàn và cái mũi của bạn cũng gần như là chạm xuống sàn luôn, nhưng mà chưa ra một chút để thở nha. Hít thở nhẹ nhàng, nhấn cái bả vai xuống, cái phần bắp tay của bạn nó sẽ hơi căng căng. Hít vào sâu, thở ra sâu. Hít chậm, thở dài ra. Trụ chắc lực vào đầu gối, đừng để cái mông bạn ẻo qua ẻo lại. Bạn trụ nó vào vị trí trung tâm thì bạn sẽ cảm giác được cái độ mở của bả vai của mình nhiều nè. Hít, thở dài. Rồi từ từ, để ra khỏi thế, bạn rơi tay phải úp về phía trước, rơi tay trái úp về phía trước. Sau đó bạn ngẩng mặt lên, đan ngón tay lại, mình sẽ vào tư thế tròn phình là con cá heo. Trườn cái vai mình về phía trước, giữ cố định cái vị trí của cái cùi chỏ mình nha. Rướn cái người mình thẳng về phía trước nè. Nếu mà cái lưng mình nó tù quá thì bạn hãy kéo cái đầu gối xa ra một chút, hai chân sau vẫn khép lại. Bắt đầu bạn đẩy cái người về sau nè, tay đan chắc, rướn cái vai từ từ cho tới lúc mà cái trán và cái mũi mình chạm đi như hồi nãy. Đẩy về sau, vươn về phía trước, đưa về trước tới lúc mà cầm bạn thẳng hàng với cái tay của bạn, cái ngón cái bàn tay của bạn luôn. Đẩy về phía sau, ép cái vai xuống nhiều nữa, ép cái lồng ngực của bạn nhiều nữa xuống sàn. Hít vào, vươn về trước, thở đẩy ra sau. 3, hít vào, vươn về trước, thở đẩy ra sau. Cái cùi chỏ của bạn nó sẽ có xu hướng chùi ra ngoài ha, bạn cố gắng kéo nó về vị trí cũ. Hít vào, vươn về trước, thở đẩy về phía sau. Và một nhịp cuối cùng, hít vào, mình vươn rướn về phía trước, thở ra đẩy về phía sau. Từ vị trí này,
bạn nhón cái ngón chân phía sau lên, mình sẽ đẩy nó cao lên luôn nha. Hai tay bạn chắc, cùi chỏ giữ chắc, đừng để cùi chỏ chùi ra ngoài quá, bạn không có lực nha. Để nó đúng vào vị trí mà cái bả vai và cái cùi chỏ gần như là hơi vuông góc một chút á. Bạn chắc tay, nhón mũi chân, mình bắt đầu nâng lên và đẩy cái người về phía sau. Lúc này hai chân mình mở rộng ra bằng hông. Đây là tư thế dolphin, tư thế con cá heo. Rướn lên, giữ ở đây. Mũi bạn gần như là sắp chạm xuống sàn luôn, nhưng mà đừng rớt nó xuống sàn. Thả lỏng cái cổ ra một chút, giữ căng ở tư thế dolphin. Cảm giác cái bả vai bạn đang căng lên. Cái cùi chỏ tay bạn nhìn chắc, ấn chắc xuống dưới sàn, mông bạn chỉ lên trời. Mình sẽ lặp lại hai cái, di chuyển về trước và sau thôi nha. Hít vào, vươn cái lưng về phía trước, vươn lên, vươn cái người căng về phía trước. Một nhịp nữa nè, đẩy về phía sau, căng ra. Nhịp cuối cùng, bạn vươn về phía trước, rướn từ từ, kéo về phía trước. Gồng bụng lại, đừng để cái mông rớt xuống, gồng lại. Rồi đẩy ra sau, căng ra sau, rướn ra. Mình từ từ hạ hai đầu gối xuống sàn, hạ chậm rãi xuống. Rồi hai bàn tay ra, chống bàn tay xuống sàn. Quay về tư thế 4 điểm, lắc lư vai, lắc lư lưng. Mình sẽ vào tư thế chó úp mặt duỗi mình, tư thế downward facing dog. Hai bàn tay bạn xòe rộng và bám xuống. Mũi chân bạn nhón lên, đẩy về phía sau. Bắt đầu nhẹ người rướn về phía sau. Có một số lỗi mà mọi người thường gặp trong khi tập tư thế này, mà vì cái lỗi đó mà bạn không cảm giác được cái sự giãn toàn bộ của lưng á. Thứ nhất là bạn còng cái lưng bạn về phía trước như vậy. Thường là một số người mới tập cái lưng không thẳng thì sẽ bị còng như vậy. Thứ hai là bạn ọng quá mức, có một số bạn ọng quá mức thì cái lưng bạn nhấn vào thắt lưng như thế này. Thì mình không nên mắc hai cái lỗi đó khi tập nha. Bạn chậm lại cảm giác theo mình này. Nhìn xuống hai bàn tay, cảm nhận hai cái bàn tay của bạn xòe rộng bám chắc. Bắt đầu bạn đẩy cho cái vai của bạn căng ra sau này. Bạn vẫn nhìn vào giữa hai ngón tay của mình. Đối với những bạn mới, hãy khuỵu cái đầu gối lại. Khuỵu đầu gối ha. Lúc này cái mũi chân của bạn, cái phần tròn của bàn chân, cái cơ của chân nó căng dưới sàn. Sau đó bạn đẩy về phía sau này, đẩy hết về sau, cảm giác chưa? Mông bạn giãn ra, bây giờ bạn mới thả lỏng cái cổ bạn xuống. Nhìn vào điểm giữa, thay vì nhìn vào trước tay, bạn nhìn vào điểm giữa hai ngón chân. Lúc này lưng bạn được kéo ra, đúng rồi, kéo căng giãn ra. Và nếu được nữa, bạn đạp từ từ cho cái gót chân bạn xuống sàn luôn. Chỉ là những bạn mà cái gân kheo dẻo thì mới đạp xuống được nha. Còn những bạn mới nó sẽ hơi khó. Bạn cứ khuỵu như vậy và giữ lưng thẳng cho mình là được rồi. Đồng thời đừng bẫy cái cùi chỏ tay quá mà hơi khuỵu cùi chỏ tay lại, lỏng xuống. Hít thở dài ở trong tư thế này. Hít dài, thở ra. Nếu bạn vào tư thế này đúng, nó sẽ rất là mỏi nha. Nó có hai cái, đó là internal rotation, hai cái đùi, tức là siết hai cái bắp đùi cuộn vào trong, và external rotation, cái vai, tức là mở cái bả vai bạn, mở cái bắp vai của bạn ra ngoài. Giữ ở đây, hít dài, thở ra dài. Một nhịp nữa thôi, hít sâu. Rồi từ từ bạn vươn người về trước, vươn thẳng băng vào tư thế tấm ván. Tấm ván này, người thẳng băng, gồng bụng lại và bước chân bên phải của bạn lên giữa hai bàn tay, giữa hai tay thôi nha, lên tới hai giữa hai tay này. Nếu mà bạn chưa bước được, bước lên đây rồi bò nhấc nó lên này, nằm tới giữa hai bàn tay, hạ nghiêng cái gót chân trái của bạn về bên phải. Lúc này hai cái gót chân của mình gần như là thẳng hàng với nhau. Lắc lắc cái người một chút, mình sẽ vào tư thế triangle, là tư thế tam giác. Đưa cái tay phải bạn chống vào bên trong, giữ cái đầu gối trước khuỵu một chút này, ép cái đầu gối và cái bả vai mình căng vào nhau. Vươn cái tay trái mở ra phía sau này, mở ra sau lưng y như cái động tác hồi nãy mình nằm á. Bẩy cái ngực lên trời và xoay khuôn mặt của bạn lên trời. Giữ lại, hít dài, thở ra, kẹp nha, đầu gối phía trước và bả vai phía trước của bạn kẹp chặt vào. Bây giờ mình sẽ vào tư thế tam giác hoàn chỉnh. Từ từ thẳng cái đầu gối trước của bạn ra, thẳng băng nó ra luôn. Nếu mỏi quá thì dễ khuỵu cũng được nè. Nếu mà được nữa, bạn nhón cái ngón tay của bạn ép vào đùi hoặc chống cái ngón tay xuống sàn thôi. Lực nó sẽ dồn lên cái đùi, mở ngực lên. Và nếu được nữa, bạn vươn tay trái của bạn căng lên và xoay khuôn mặt nhìn lên trời. Hít thở dài, đây là tư thế
chuyển binh, hít dài, thở dài ra. Một nhịp nữa, hít dài. Bạn xoay mặt nhìn xuống sàn, thở ra. Đưa tay trái đặt về sau lưng mình trở lại. Khuỵu đầu gối phía trước của mình, khuỵu vuông góc như hồi nãy, kẹp chặt đầu gối bả vai. Bây giờ mình sẽ, cái tay trái mình đã nằm hoàn toàn phía sau lưng rồi nha. Mình đưa cái người xuống một chút và bắt đầu chui cái tay phải của mình vào dưới nè, chui vào dưới đùi. Và mình sẽ tìm cách bắt lấy cái tay phía sau của mình, khóa cánh tay lại. Sau đó mình bẩy cái vai vuông góc lên và mình xoay mặt nhìn lên trời. Nếu mà bạn chưa bắt được, mình sẽ xoay bên này để mọi người nhìn thấy cái độ bắt của tay như thế nào. Đây ha, tay này bạn chui vào phía dưới, bạn lắp qua này, lắp qua cái đùi của bạn, sau đó bạn khóa lại. Nếu mà bạn chưa bắt được, bạn có thể dùng khăn nha, đặc biệt tay bạn nằm ở đâu đây, bạn có thể dùng khăn, dùng cái dây tập yoga, mình nắm một bên, nắm một bên, nắm một đầu, thì bạn kéo nó lại, bẩy nó, bẩy chắc nó ở đây và xoay cái mặt lên trời, bạn đừng úp cái vai xuống nè, bạn bẩy cái vai và ngửa khuôn mặt nhìn lên. Mình sẽ quay về vị trí bên này của mình. Cố lên, giữ chặt nha. Giữ và hít thở dài, bẩy cái vai, mở ngực nhìn lên trời. 4 3 2 1 nhìn xuống xa, từ từ gỡ hai tay ra. Bạn chống tay phải ra ngoài, chống tay trái. Từ từ bạn lật cái mũi chân sau lên vuông góc, bám chắc, dồn lực chặt lên tay, tay thẳng băng nha. Bạn rút chân phải của bạn ra sau. Từ từ đổ rạp người xuống sàn, thở dài ra, lắc lắc cái hông bạn một chút. Hai tay bạn chồng bên cạnh lồng ngực, mình sẽ vào tư thế rắn hổ mang. Mu bàn chân của bạn, cái phần trên của bàn chân của bạn á, úp xuống sàn này, ngón chân trượt ra sau, phần từ đùi trở xuống của bạn ịn nó xuống sàn. Bạn bắt đầu lật phần thân trên này, cùi chỏ đừng mở ra nha, khép vào, hít vào lên từ từ. Tràn lên, cầm lên, mở vai, ngực trên, ngực dưới, bụng trên, bụng dưới. Bạn siết chặt thân sau, mở thân trước lên rắn hổ mang. Thở ra bạn xuống từ từ, chậm rãi ép bụng dưới, bụng trên, ngực dưới, ngực trên. Rồi vai, cằm và trán. Lần nữa nha, cùi chỏ đưa vào, hít vào lên từ từ. 1, 2, 3, 4. Mở vai ra, mở ngực ra. Thở ra, 4, 3, 2, 1. Mình lặp lại lần nữa, hít vào, lên, 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 nâng lên, siết chặt thân sau, xuống chậm rãi, thả lỏng thân sau. Sorry mọi người, là tại vì mình có cái đồ thu tiện ở đây nên mình sẽ không úp hoàn toàn được cái ngực phía trên này của mình xuống sàn, tại nó kẹt vào cái đồ nồi ha. Còn nếu mà bạn úp cho khác được thì bạn úp hoàn toàn cái ngực phía trên này của mình xuống luôn nha. Mình lặp lại, hai tay chống, hít vào lên từ từ, siết chặt thân sau lên. 1 2 3 4 5. Thở ra, 5 4 3 2 1. Nhịp cuối cùng, hít vào. 1, siết chặt thân sau nữa, 2, 3, 4 và 5. Bạn cuộn về sau nè, lùi từ từ đầu gối, đứng lên tư thế chó úp mặt duỗi mình, kéo giãn người, thở ra, giãn về phía sau. Bám tay chắc, trườn người vươn về phía trước, tư thế tấm ván gồng bụng lại, bước chân bên trái của bạn lên giữa hai bàn tay của mình, từ từ hạ gót chân sau ngang qua. Nhìn nè, gót chân trước, gót chân sau của bạn thẳng hàng. Chân sau bạn đạp ngang 90 độ, lắc lắc hông một chút. Đưa tay trái vào phía trước, bàn chân trái kẹp bắp đùi và bả vai chắc vào. Mở cái vai phải lên, đặt ra sau lưng nè. Mở cái vai lên, nhìn lên trời trước. Hít dài. Thở ra, chân sau đạp thẳng băng ra, chân trước vuông góc. Hít dài. Thở mở ra. Hít sâu, thở ra. Từ từ, mình sẽ thẳng cái đầu gối phía trước của mình để vào tư thế tam giác. Thẳng gối trước, nhón cái ngón tay trái của bạn hoặc là nắm lên cổ chân cũng được nha. Mở vai lên và từ từ vươn tay phải của bạn lên trời. Bả vai bạn mở ra, cánh tay phải mở cao lên. Giữ lại đây 3 hơi. 3 2
và một từ từ nhìn xuống sàn, mình khuỷu đầu gối trước vuông góc trở lại, đưa tay bên phải của mình ra sau lưng. Để sẵn cái tay phải ở đây chờ nha. Mình chui cái tay trái vào dưới đùi nè. Chui từ từ, đầu gối trước phải khuỷu thì mình mới chui được nha. Chui từ từ nè. Chui từ từ, sau đó mình khóa nó lại, móc nó như móc câu nè. Tay này móc tay kia. Sau khi móc được rồi, mình đẩy cái mông mình về phía trước, mở cái vai mình lên, tay nằm chắc sau lưng và xoay mặt nhìn lên trời. Cố lên, mình giữ đi một chút, bả vai mở rất là đà. Cái phần thân trên, cái phần cổ phía trên của mình mở rất là căng. Giữ ở đây 5 4 Cố lên, giữ chắc vào 3 Đạp chặt chân sau 2 3 1 Từ từ bạn xoay mặt nhìn xuống sàn, gỡ tay trái chống ra phía ngoài, gỡ tay phải chống xuống, lật mũi chân sau của bạn lên, bước về sau, tư thế tấm ván gồng người. Bạn đổ ngược rạp xuống sàn, rạp chậm rãi, thở ra, úp chặt thân sau mình lên tư thế rắn hổ mang. Hít vào, mở ngực, mở cằm, rướn lên rướn, mở vai, nâng người siết chặt đùi sau. Thở ra mình xuống từ từ, từng phần một, từng phần một chậm rãi xuống. Nhịp thứ hai, hít vào lên, rướn từ từ lên, từ từ vươn lên. Thở ra xuống. Và nhịp cuối cùng, hít vào, lên từ từ, mở từ từ, vươn lên. Từ đây này mình dồn lực vào đầu gối sau, mình lùi vào tư thế em bé. Đây là tư thế yêu thích nhất của tất cả mọi người tập yoga. Đổ từ từ, hai cái mũi chân khép lại, mình lùi từ từ ra, lùi từ từ cho tới lúc trán và mũi của mình nằm xuống dưới sàn. Mình tiến lên phía trên chút, dạp cái mông bạn chạm vô gót chân phía sau luôn á. Nếu bạn thấy là khép đầu gối thoải mái thì bạn cứ khép đầu gối, nếu bạn thấy mở ra một chút thoải mái thì bạn cứ mở ra ha. Nhưng mà quan trọng là bạn dạp được cái trán mình xuống nè, lỏng cái phần thân trước của mình ra, đồng thời cái bả vai chỗ này mình cũng được lỏng ra. Cùi chỏ hơi khuỵu một chút để lỏng cái phần thân trên, hít thở dài. Và bạn từ từ lùi hai tay vào, chống cạnh đầu gối, ngẩng mặt lên, nâng người và ngồi lên gót chân của mình. Hai cái vai bạn mở ra, hai tay đặt lên đùi, khuôn mặt bạn mở về phía trước, thẳng lưng, nhắm mắt lại, hít thở vài nhịp nhẹ nhàng. Hít sâu nhẹ nhàng, rồi thở ra sâu nhẹ nhàng. Nếu mà bạn thấy ngồi lên gót chân, đau cái gót chân, đau cái cổ chân quá thì bạn cứ ngồi hoàn toàn xuống dưới sàn không sao hết nha. Ngồi như là mình ngồi ban đầu, mình tập thiền lúc ban đầu á. Cảm giác vào cái cằm của mình. Hít vào, bạn vươn cằm lên, giữ cằm lên trời nè, rụt cái vai xuống rườn cằm. Thở ra cuộn cằm vào lồng ngực. Các đốt sống phía sau cổ bạn được giãn ra. Hít vào, vươn cằm lên. Thở ra cuộn từ từ. Hít lên. Rồi thở ra cuộn từ từ xuống. Sau đó quay về lại vị trí trung tâm. Nếu bạn có thời gian, hãy nằm ngửa ra và nghỉ một chút. Nếu mà bạn không có thời gian thì tới đây là có thể kết thúc được rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập cho cổ vai gáy vừa rồi.
Bài tập này rất mình đã dạy cho những cái chị ở lớp mình thì rất là hiệu quả luôn mấy chị. Tới ngày hôm sau thì cái vùng vai, vùng gáy và vùng cổ của mọi người đỡ bị đau hơn, đỡ mỏi hơn, đỡ còng về phía trước hơn thì rất là tốt. Hôm nay mình chỉ làm được một cái video ngắn như vậy thôi. Lần sau mình sẽ làm một cái video full cái bài tập luôn thì sẽ dài hơn 60 phút hoặc là 75 phút nha. Nếu mà bạn nào muốn thì hãy comment bên dưới để mình có động lực làm video. Nếu mà bạn thích video này, hãy bấm nút subscribe kênh YouTube của mình, bấm nút like và share cho những người mà đang có vấn đề về vai, cổ gáy, đang bị là đang work from home mà bị đau phần lưng trên quá thì hãy share cái video của mình cho họ nha. Cảm ơn bạn và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào video clip lần sau. Bye bye mọi người. Namaste.